Nghèo hoài à, nay làm beefsteak ăn chơi nhé. Tôi thử giàu, bạn cũng thế. Budget ngày hôm nay là 500k nha. Trước tiên thì chúng ta mua thịt thăn bò nha. Hai cái thăn bò. Rồi, bây giờ ra tính tiền nhá. Giá của mình là 463 ngàn. Hình như ăn beefsteak phải có dao nĩa nhìn nó mới chuẩn đúng không? Rồi còn hương thảo với lại muối rồi tiêu kiểu nữa. Tôi chắc phải đi mua thêm mọi người ạ. Hương thảo, muối hồng. Tiêu này mình chơi tiêu xịn luôn nhá. Dao và nĩa. Ở nhà mình có tỏi rồi, chắc là đủ rồi đó. Thôi sang thanh toán. Nguyên liệu đã đầy đủ, bây giờ lên nấu ăn thôi. Cho một tí dầu ô liu vào. Muối. Tiêu. Ướp 10 phút. Hương thảo. Theo như công thức, dầu bốc khói là cho vào. Mỗi mặt 1 phút, lửa cực to. Sốt BBQ mình mua ở siêu thị nha. Này. Đây sẽ là cái miếng beef steak của mình. Mức độ chín như thế này sẽ là well done nhé. Thực ra là mình đang tính nói phét với mọi người tí là mình cố tình nấu như này, nhưng mà thực ra là lần đầu tiên làm nên là hơi bị lố tay. Thực sự mình không nghĩ là đầu tiên mình làm beefsteak mà nó lại okela như thế này. Là ăn nó na ná giống mấy quán mình đi ăn rồi đấy. Hoặc là do bò này của mình nó ngon. Không uổng công sức mà. Không biết là beefsteak có ai ăn cây này không nhỉ? Hình như là ăn được. Đừng ai ăn bò beefsteak với tương ớt nhé. Về cái nước sốt này mình tự làm nó thiên về hơi vị ngọt một chút nhá. Nhưng mà mình nêm nó vẫn rất là vừa phải, làm sao để cho nó không bị mặn quá cũng như là ngọt quá. Nó chỉ là vừa vừa thôi để tôn cái hương vị của cái thịt bò lên. Nhưng mọi người cũng đã biết thì mình làm cái nước sốt rất là đơn giản. Mình sẽ mua luôn một cái gói sốt BBQ ở ngoài siêu thị cho nó nhanh. Sau đó mình về là mình sẽ cho thêm hành hiếc cũng như là cho đường và một ít muối vào. Nhớ cho thêm một chút nước nhé mọi người, chứ tại vì cái sốt ban đầu nó cũng hơi đặc. Với một cái mức độ chín gần như là well done như thế này thì mình thấy thịt bò vẫn đang rất là mềm, ăn nó cũng khá là ok. Thịt mình sử dụng ở đây là thịt thăn bò Úc nha mọi người. Cái miếng của mình đang ăn sẽ là cái miếng 250g và mình mua với giá là 204.000 một miếng. Hơi mắc nhưng mà ăn nó đã thật nhở. Về cái công thức làm của cái này thì mình học ở trên mạng đó mọi người. Thực sự là học ở trên mạng nha. Thì mình thấy đối với mình nó không khó. Làm một lần thì có thể là hơi lố tay về cái độ chín nó, nhưng mà làm lần sau chắc chắn là mình sẽ căn lại được. Cái miếng bò này 204.000, nhưng mà để làm ra một cái đĩa như thế này mình phải mua rất nhiều thứ. Bơ, hương thảo, hành tây, một gói sốt BBQ, muối với lại tiêu thì mọi người có thể xài muối tiêu bình thường cũng được. Và để tăng cho cái sự sang chảnh hơn thì mình mua thêm cả dao và đĩa này nữa. Vậy hom hom mình tính tiền cho cái đĩa này sẽ hết đâu đấy khoảng tầm 220.000 nha mọi người. Đây, một cái đĩa như thế này. Nó mắc quá nhưng mà nó ngon. Tôi thử giàu, bạn cũng thế.